Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ui, tí ngã. Mình là Cường Kê Thân, mình là một chuyên gia về high hand. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với kiện high hand hôm nay nhé. Kiện hôm nay rất là đặc biệt, chúng ta sẽ mở hai kiện ra. Và ngay bây giờ hãy cùng Cường Kê Thân khám phá kiện ra ngày hôm nay với góc nhìn thứ nhất nhé. Ok anh em, và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Kiện đầu tiên, cục đầu tiên là chị Vân. Đấy, chị mở ra mà xem. Cứ để đấy làm việc trước. Làm việc đấy nhá. Đây, chúng ta sẽ có kiện da với những cái con rất là hay. Một con này là da bò này. Nhà nó ấy quá. Đây này, con của em nó bị y hệt như này. Da giả. Da PU. Tốt soft. Da mềm. Đây, da biker đây. Đây. Cứ gỡ là chưa. Con này của thương hiệu Sebec. Đây, biker màu trắng. Ở ngoài ấp rồi. Đây này. Nhưng mà rất là may là nó ấp ở trong, không phải ấp ở ngoài. Cứ bình tĩnh đã, gỡ ra hết một tí lọc. Đây, xem con đấy đâu. Nữ à? Da ngon mà. Còn như là con mình như form được không dép ấy. Ok, tôi gỡ ra trước rồi. Da PU nhiều lắm. Cái vấn đề liên quan đến PU này thì nó thực ra nó chả ảnh hưởng đâu, nhưng mà nó không được bền. Nhưng mà mình quyết định là PU mình sẽ không lấy nữa. Bởi vì là đây, như con này là da thật này. Thực ra là bây giờ về càng về sau thì cái da giả nó làm càng giống da thật. Có phân biệt phết đấy. Kinh nghiệm. Đây, con này da thật. Con bé. Nam à? Đây à? Chất phết nhỉ? Đây này. Ui, dày đấy. Rõ là xem form. Đây, con này form vest. Vest mang tô nhá. Đây, con này này. Đấy, da thật nó phải như này. Dày dặn đẹp. Con này đấy chị. Ừ đấy. Đấy, mấy hôm trước em cũng không để ý ấy. Lôi về mới bắt đầu thấy xử lý xong nó bị. Đây, mấy con này là PU chắc chắn luôn. Đây, con này da thật này, nhưng mà da nó phải ngon lành đấy. Da mộc nữ. Sập bao à? Sứt cổ. Đấy, cũng là da biker. Để sứt nhiều. Xe cây. Da này ngon. Này làm thì con này xịn quá rồi. Cầm được tay thẳng chích chích. Này con này bị rách ở đây. À, nó là một con biker rất đẹp. Con này đỉnh.
luôn này. Đấy, cho mấy bạn đây à. Ra thật. Quá xinh. Con này lông này, gan này. Con này cũng đẹp này. Còn bé tí. Con này nam này, nam hay nữ? Ủa, lông thật nha. Thật luôn. Trông chiến nhỉ? Nam. Body. Ai à? Ừ, con này lông thật. Quãng này lại còn nam này, hay không? Italia này. Con đến lại. Kéo hát được. Con này dính. Dính của từ con khác ra. Nasty. Con bé. Ôi, con này. Con này đỉnh của chóp này. Bài cửa. Ừ. Đây, đây rồi. Đỉnh cuối. Đâu thế nào? Đây. Sượt bại, quá thua. Này, con khác dính vào em mở à? No. Con khác dính vào. Phải không? Không. Ủa, của nó ấy, của nó ấy, con này PU mà. Em sao nặng thế? PU nhiều con nó dày. Hay hay đúng không? Này, con này đi, xanh rêu. Nam. Garussi. Đây là một con hàng from Italia. Nhưng không đẹp. Này. Ý tiếp. Hay thế. Mới. Cái là mới. Đấy, sao thật nó như này này. Sờ vào nó mềm, à, nó xuống tay á. Đây là da thật thì người ta mới đi tìm chứ. Nó da PU được một thời gian nó bong chóc ra. Ai người ta chơi, đưa xem con này. Biker. Con này này, Lofi này. Có vấn đề nhỉ? Đây thấy. Con này từ con nhìn khác ra. Con khác ra ấy. Em non xoa xoa đây này. Nó bị này mà không bị. Mình cũng biker này phải xem kỹ nhá. Nó từ con khác sang là hơi mệt này. Không, con khác sang là nó rơi vào. Không. Dính vào. Sợ nhất là bị ấp biết rồi. Thôi con này đúng không? Nhiều người hỏi biker lắm anh ạ. Nasty à? Con này mình cũng bán không biết bao nhiêu con rồi, hãng này. Đây. Da lộn này. Da lộn. Mang tô ra lộn nhé. Chất thế. Chất thế. Này ra xịn luôn nhé. Đây nặng. Đỉnh. Master. Chắc la mà. Chỗ này mẹ làm mai rồi. Thế chỗ kia là nữ à? Ừ, chỗ này là nữ. Tay ngắn nới ít form cơ bản đẹp hết. Nó không phải da thật, tầm này cũng không phải da thật là mình không chơi đâu. Đây da rà đây, da thật. Ôi mà da lộn này chất chưa. Nhưng mà cổ trụ này màu nó thế chứ đúng không? Đây, con này màu dị nhỉ? Mốc, màu mốc. Con này vai tay to này có khả năng của lam. Nasto. Còn con này ra PU. Đây anh em ơi, còn con Playboy này. Ui giời ơi, đấy áo da nó phải thế này. Đấy. Đây, chất lượng kìa. Chính là chuyện này nhiều nhiều con luôn ạ. Dạ. Đây con da ngựa này. NTA. Cái da này nó bị cứng. Continue. Nữ. Đây là một con theo dạng vintage. Ôi, em bị mốc à? Bẩn, da thật nó hơi mốc.
Nhìn bọn em xem cái này bị làm sao chị ơi. Nó bị đánh xi lên hết. Nó bị đánh xi lên hết. Nó sao? Đánh xi lên hết. Mốc đúng không? Mốc nhẹ này. Rồi chất giả nó xịn. In view. Đấy, mình mở cái gì ra là mình cho anh em xem luôn đấy. Không giấu giếm cái gì cả. Cục da nó như thế nào thì ở trên là có như thế. Cái này màu xanh này hay không? Nữ. Nữ. Tôm bòi, giả. Một cái combat này nhiều người không thích được. Vàng bò. Nữ. Bò à, kiểu nó là kiểu body. Thôi. Nhỏ quá. Này da gì ấy? Da lộ nào? Da lộ. Ê. Màu dị nhỉ? Nữ sao? Như trò hề vậy. À, rồi anh em đợi tí nhá. À, đúng không? À không, con này của nam đấy. Không phải của nữ đâu. Nhưng cái màu nó dị quá. Màu ý lại hay. Hay khối. Cái cúc này cảm giác cúc nữ. Cúc trái đúng không? Không. Được con Playboy là ngon nhất. Rồi. Tí lọc. Side zone. Con bé. Bây giờ bắt đầu treo lên. Da PU bà ơi, nhìn cổ, viền cổ nó biết này. Nó chẳng qua nó dày thôi, nó làm dày thế này là nhìn nó. Nhìn nó đanh đanh giống. Vâng, đúng rồi, chính xác. Không giống tí nào. Cái giống, phân khối lớn người ta con đấy ngon vãi ra. Giống, giống là giống này. Không thể giống được, Harley Davidson đấy. Cục 2. Nhanh này. Gì à? Áo da này thực ra là nếu mà mua mới đắt lắm. Đây, rất thích cái màu của này nhé. Màu đẹp. Màu là màu đen. Con này xước xước sát hết rồi. Mấy cả là không sao đâu, năm ngoái chị bán là xước nhiều. Nhưng mà con này cũng này nó là PU ba ơi. Vấn đề nó không phải giá thật. À không, con này da thật. Anh em đợi tí nhá, để mình soi cái lỗ chân lông. Thực ra mấy cái da này nếu mà nhìn qua thì khó phát hiện lắm. Mà kệ để tạm mình. Tí lọc. Bây giờ là cục thứ hai. Đây anh em nhìn nhé, chúng ta sẽ có một cái màu khá là hay của da. Lâu lắm rồi mình mới thấy cái màu này. Người ta gọi là cái màu này là gọi là màu thủy chung này. Này nó nữ. Tím đấy là tím ngắt ngàn ngặt luôn. Sợ thật. Em nghĩ là đã mấy anh khách hàng nhà em không thích màu tím nữa. Ai cục 2. Đấy, ngồi dịch vào để lọc tiếp. Đây, chúng ta sẽ có những cái con cổ trụi.
Đây, con này da bò này. Cái da ấy. Vâng, chị cứ để đấy. Cái da bò này này, nó kể cả là nó có bị làm sao ấy, tức là nó bị cũ ấy, thì nó sẽ chỉ bị như này đấy nhá. Tức là nó không bị bong chóc giống như ở bọn PU. PU bong chóc làm sửa mệt lắm, mà đa phần là không sửa được. PU tốt nhất là không nên sờ anh ạ. Ra PU bán, ra PU nó bị ấy. Đây, màu rất đẹp nhá. Xanh không xanh hẳn, bạc không bạc hẳn. Form vest bỏ qua. Ôi, con này của Edwin anh em. Từ từ nhá. Con này. Hàng của Edwin thì không có gì để chê luôn anh em ơi. Nào, vấn đề ở chỗ là xem nó có bị làm sao không. Rồi, ok. Đây. Đây phải đánh rửa chán mới mang lên bán này. À, muốn bán là bán thôi. Kho này cổ lắm rồi. Wow. Mấy con lông này mà vào trong mùa ấy nhỉ. Bán cực kỳ chạy rồi. Mấy anh em bảo bây giờ kiếm được một cái con da mà nó kiểu đi theo mình cả cuộc đời khó. Đủ xịn. Đây, con này là một cái con dạ trụ của trụ của Boston mặc. Đây này. Con hồ lớn đấy. Đây. Ui, nặng thế. Đỉnh đấy. Nặng hơn cần. Chật. Con này chất giống như con mà năm ngoái không cười gọi lớn nhỉ. Chị em này, em đi hát SH này, em có đi phân hồi lớn nữa. Đây, đặt. Màu này đặt nhỉ. Thực sự là ngon đấy. Rồi, tiếp đi chị. Harry Coastal này. Thương hiệu này cũng sản xuất. Con này bạc quá. Con này màu rồi thế. Con đấy nó là da mộc đấy. Con này đỉnh quá này. Em ơi, con này mấy chị? Uầy, đây. Chúng ta sẽ có một cái con để cường cái thân mặc đây rồi, để đi phân khối. Chạy em luôn đấy. Chạy băng nào, thôi đặt con này riêng đi. Cục này ra thật khá nhiều ấy. Đó. Con này nó còn không biết hiệu thôi. Mình cũng biết hiệu thôi. Này, đây này. Con hạ cái gì mà áo không nhưng mà nó bán triệu mấy ra. Không hiểu nó thể thao. Con thể thao. Để nó mới thì nó không biết được. Biết. Hai kiện cuối rồi đúng không? Hay vẫn còn cục nào nữa? Chưa, đấy gọi từ cái đợt mà mở cho em ấy, đến bây giờ được 2 cục rồi. Đấy, anh em thấy cái kiện da nó hiếm về lắm. Có nhiều thì các bà ấy mở chắn lan. Rồi tiếp. Phải thực sự đẳng cấp nha. Chị... Con này cũng là biker. Tối gọi luôn. Con này màu kiểu gì ấy? Hàng màu mốc ấy. Ocean. Lan. Con này đẹp. Gì? Từ từ em xem nào. Con này màu nó thế này anh em nhá, nó không phải lấy đâu. Hai cái này là quá đỉnh.
dày thế. Con đi ra thịt thật đấy. Con đánh ngang ngửa với con cái gì à? Tiếp đi, tiếp. Hòm dị rồi. Nên sao? Chưa có màu, có màu đỏ này. Oh, PU. Dính thế này. Em nó ép viện rồi. Kinh nhỉ, hôm nay đi Vision à? Xe của ai đấy? Đây này. Lại của Đa Pha. Ô, con này mới. Mới nó ép rồi. Thôi bỏ. Bỏ qua. Bất kỳ một cái lỗi gì cũng bỏ qua. Lông à? Lông mới chả lá. Lông của nó đỉnh. Từ từ nhá, đợi đi nhá. Hôm nay mày cũng không phải làm gì mấy đâu. Thế nên là chờ để lấy hàng về đó. Tí nữa anh còn phải đi qua bên kia anh mở gió nữa. Cái này đồ này, con này màu này. Cái này đang bọc rồi. Kệ nó. Em còn phải xem form. Hả? Phải xem form. Đi ra bọc rồi. Màu đấy đẹp mà, đây xem. Màu rượu vang. Măng tô. Cái này quan trọng nhất là xem tay này. Tiếp. Nữ. Bơ xà là. Thôi không phải. Đây. Tiếp đi. Đây xem con đấy. Tiếp. Ăn đi quy lô. Đây xem. PU. Con này. 2,5 triệu. Năm nay bọn mày ngồi bọn mày xử lý ra vỡ mồm luôn. Ngồi đấy. Đây, da rà này. Da rà, da xịn nó phải như này này. Con kia xịn nè. Xịn không? Sở sướng nhỉ. Hai kiện là đỉnh thật. May mắn hôm nay đẹp này. Tiếp. Bài cơ. Quan trọng gì em? Bảo nó đổi sang sản phẩm khác. Dục cái gì dục. Và vật. Nó làm cái gì cũng làm từ từ thôi. Gì cũng vội. Mà vội thì toàn vội cho các ông, vội cho mình thôi. Đấy tiếp đi. Con này đẹp lắm. Chị cha nhìn cái túi. Chị cầm cái cương đỉnh. Này con này là tô mì. Tô mì à? Ôi giời ơi, chết bỏ. Đây nè. Hãng gì? Hãng. Tô mì hiệu phim của? Hãng này. Rồi. Em biết có làm được không? Chị thấy rất sợ. Ra thật mà. Ừ, nhưng mà có bị. Rồi, rách thôi. Làm cái gì? Đã rách thì thôi, tôi tốt nhất là không nên làm. Để sửa đi sửa lại nó mệt. Khách họ cũng không thích hàng sửa đâu.
Ôi nhiều con chị phẫu thuật nó không giúp. Nhưng mà em thì em lại làm kiểu khác. Bà giá kiểu khác. Ồ, khách nhà em khách nhiều tiền. Thế không làm kiểu đấy. Đơn nguyên tác mà. Con này nhà mình có một con giống giống này nhỉ. Hôm trước lên ra cái con cổ lông bán nhá. Con của Tùng Tuấn nó gửi ấy. Nó muốn đổi con đấy sang con khác. Bây giờ cứ bắt anh phải đi tìm cho nó một con biker. Tìm tổ sư à. Ra xịn mà. À, xịn mà. Hả? Không. Không vấn đề gì. Này nếu mà nhá lật nó lên phát cho một tí con chó vào. Không có con chó gì cả. Cấm rồi. Đã nói là không sửa. Chặt chưa? Hàng không sửa. Đã không sửa. Tiếp. Em nói không với sửa. Tất cả mọi thứ nó phải đều là nguyên bản. Fully best. Mình nói thật với anh em luôn là nhiều khi mình sờ vào da nhá. Mình sờ nhiều quá. Mở kiện sờ nhiều quá. Một lúc sau cái cảm giác về bàn tay của mình nó sai anh. Sờ kỹ. Từ từ, cứ trở về đã. Để lên tầng 5 rồi. Giờ là giai đoạn này là giai đoạn cần phải nhập. Rồi tiếp đi chị ạ. Nhập nốt nào. Rồi. Ôi con đấy đẹp này. Wow, đấy. Nhập lộn. Rắc cơ. Da lộn này siêu bền. Rồi xong anh em nhé, chuyện da này xong rồi.